biển của làng cò. Tài xế đi một chập không có không có đường nào đi nữa, mệt mỏi quá chở xuống đây để ngồi ngắm cá. Ngắm cá đã xong rồi giờ rồi bắt đầu lên ăn rồi đi tiếp đi về Đà Nẵng. Nó nhìn thấy làng cò không? Nó ngồi những cái chỗ này giống như là hồi xưa ngồi trong cái thôn quê vậy đó, đó thấy biển đẹp không? Đó. Đó. Để không có hồ bơi nữa nè. Đó. Mom, I could be in the water right now. It's so hot. If you would have just let me grab my shorts, I would have been in the water. Ryan, crazy.